Thì làm sao để mà chúng ta có thể kích hoạt được cái cung vị đào hoa trong một cái căn nhà của chúng ta? Thì điều đầu tiên là các bạn cần phải xác định được cái hướng nhà các bạn và cái tọa nhà của các bạn. Trong video trước thì tôi cũng đã làm một video để hướng dẫn các bạn là xác định về cái hướng nhà này, về cái tọa nhà của bạn làm sao. Thì tôi sẽ chia sẻ lại một chút về cái điều này. Điều đầu tiên là các bạn cần phải sử dụng lan kinh này, hoặc các bạn cần phải sử dụng la bàn của điện thoại. Các bạn đo cái độ số của nhà các bạn là bao nhiêu độ. Hiện nay là rất là tiện bởi vì điện thoại có thể tải cái app, gọi là tôi hay dùng cái app là La Bàn Việt. Các bạn có thể tải app La Bàn Việt về và sau đó các bạn xác định cái độ số của căn nhà chúng ta là bao nhiêu. Đấy, tôi lấy ví dụ như là trên cái ảnh trên màn hình đây là 137 độ. Thì cái nhà này là hướng tốn này, tọa càng. Hãy hướng tốn là và tọa càng. Đấy, thì chúng ta điều đầu tiên là chúng ta phải xác định được là cái căn nhà của chúng ta nó đang ở cái hướng gì và đang ở tọa gì. Đấy, ví dụ như là có thể là hướng tị này, tọa hợi này, hoặc là hướng thìn này, tọa tuất này. Đấy, thì mỗi một cái căn nhà của chúng ta thì nó có một cái độ số riêng, thì các bạn cần phải xác định được cái độ số của nó. Sau khi đã xác định được cái độ số của căn nhà các bạn rồi thì các bạn hãy nhìn vào cái bảng ở đây. Đây là một cái bảng giúp bạn kích hoạt cung vị đào hoa ngay tại cái căn nhà của các bạn. Đó là ở cái bảng tôi sẽ ghi là tọa nhà và tuổi. Tức là chúng ta có hai cách kích hoạt. Thứ nhất là chúng ta dựa vào tọa nhà để kích hoạt, và thứ hai là chúng ta dựa vào tuổi của cái người mà chúng ta muốn kích hoạt. Khi mà bạn áp dụng cái cách mà dùng tọa nhà để kích hoạt thì nó sẽ kích hoạt đào hoa cho cả cái căn nhà lên, cũng là cho tất cả thành viên trong gia đình lên. Đấy. Còn khi mà bạn muốn kích hoạt cụ thể cho một ai, ví dụ trong nhà bạn này có một anh hoặc một chị này rất lâu chưa lấy vợ, chưa lấy chồng, chưa lập gia đình, thì các bạn có thể áp dụng cách là chúng ta kích hoạt đào hoa theo tuổi để nó mạnh hơn đối với cái người đó. Có nghĩa là sẽ trợ giúp cho cái người đó nhanh chóng tìm được cái ý trung nhân của mình, nhanh chóng tìm được người yêu. Đấy, ví dụ như vậy. Thì có hai cách thì tùy mọi người có thể là sử dụng cái cách nào xem nó phù hợp nhé. Thì điều đầu tiên thì tôi muốn giới thiệu với các bạn về cách thứ nhất là chúng ta sử dụng tọa nhà để kích hoạt. Thì sau khi đã xác định được hướng nhà thì các bạn suy ra tọa nhà. Đấy, suy ra tọa nhà. Nhưng tôi muốn chia sẻ với bạn một điều rằng là cách sử dụng tọa nhà này nó có một cái điểm hạn chế như thế này. Có nghĩa là trong cái la bàn này thì nó ngoài những cái 24 sơn tổng 24 sơn hướng này ấy, thì ngoài có các địa chi thì nó bao gồm các cái thiên can. Thiên can ở đây là ví dụ như là giáp này, ví dụ như là khôn này. Đấy, ví dụ như là có thiên can này, nó và có các cái bát quái nữa. Đấy, tức ngoài địa chi. Đấy, ví dụ như là canh này. Đấy. Hoặc là ví dụ như là càn này. Thì trong cái bảng này thì chúng ta không có những cái đơn vị như vậy. Tức là trong cái bảng này dựa vào tọa nhà thì chúng ta chỉ dựa vào địa chi, đó là Tý Sửu, Dần Mão, Thìn Tị, Ngọ Mùi, Thân Dậu, Tuất Hợi để chúng ta kích hoạt đào hoa thôi. Có nghĩa là đối với những cái hướng nhà và tọa nhà ấy, mà nằm ở thiên can này và nằm ở bát quái này thì chúng ta không xác định được. Thì đây là cái điểm hạn chế trong cái cách mà chúng ta áp dụng tọa nhà. Đối với cái trường hợp này thì chúng ta hãy xác định tuổi, dùng tuổi để kích hoạt. Các bạn hiểu rõ nhé. Đối với những tọa nhà mà không nằm trong cái bảng này thì các bạn nên áp dụng tuổi để kích hoạt. Thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn hai cách trong video này. Điều đầu tiên là xác định tọa nhà này. Tọa nhà, ok. Tôi lấy ví dụ như là với nhà mà tọa dần thì đào hoa nằm tại cung Mão. Tọa dần, đấy, các bạn hãy nhìn trên cái la kinh. Tất nhiên là khi các bạn đo thì cái la kinh nó sẽ xoay theo cái chiều nhà của bạn. Ví dụ như là tọa dần chẳng hạn, thì các bạn xác định dần ở đây. Tọa dần đúng không ạ? Nhà mà tọa dần ở đây. Đó, tọa dần này thì hướng của nó phải là hướng thân. Đấy, hướng thân nhé, các bạn lưu ý này. Có nghĩa là hướng thân thì nó sẽ là tọa dần. Đấy, sau khi xác định được tọa dần cái căn nhà này rồi thì chúng ta xác định cung vị đào hoa nằm ở Mão. Thì xác định như thế nào, tôi sẽ vẽ cái hình như đây cho các bạn dễ hình dung nhé. Tôi lấy ví dụ nhà các bạn này, là đây, là cái ô này, đây là cửa này. Đó, sau đó ta xác định đây là hướng này, đây là hướng nhà này. Dạ, đấy, hướng nhà này. Đấy, và đây là tọa nhà này. Okay, tôi lấy chút nào. Và sau đó bạn xem tâm của cái căn nhà đó là gì? Tâm, tôi lấy ví dụ cái nhà tâm nó đây. Ở đây, đấy, ví dụ như tâm đấy đi. Tâm nó chỉ này. Đây, ví dụ như tâm ở đây. Thì sau khi xác định được cái vị trí tâm nhà này rồi ấy, thì các bạn hãy cầm cái điện thoại này hoặc là cầm cái la kinh của mình đứng ở cái vị trí tâm nhà. Sau đó chúng ta sẽ phóng ra xem là cái cung vị đào hoa nó ở vị trí nào. Tôi lấy ví dụ như là cái nhà này chẳng hạn của chúng ta là tọa dần nhé. Ở đây là tọa dần thì là hướng thân đúng không?
hướng thân thì ở đây thì chúng ta đây là ví dụ như đây chúng ta có đây là hướng thân này, đây, hướng thân này, và ở đây của chúng ta là tọa dần. Đây, tọa dần này. Đó, tọa dần và hướng thân. Thì sau khi chúng ta xác định tọa này và hướng rồi, thì các bạn hãy đứng ở vị trí tâm nhà của bạn, đứng ở vị trí tâm nhà của bạn. Sau đó các bạn hãy xác định cái vị trí là cái vị trí như này, tọa dần đúng không? Tọa dần ở đây. Thì công vị đào hoa ở Mão thì các bạn đứng ở vị trí tâm nhà thì các bạn cầm cái la bàn này, các bạn hoàn toàn có thể xác định ví dụ là dần ở đây chẳng hạn, thì công vị Mão thì nó sẽ ở cái vị trí này chẳng hạn, đúng không ạ? Tọa dần này, Mão ở đây. Thì đối với cái hình này chẳng hạn của chúng ta thì tọa dần ở đây thì cái công vị Mão của nó sẽ ví dụ như nó sẽ ở đây chẳng hạn. Tôi lấy ví dụ nhé, tọa dần này thì công vị đào hoa của nó sẽ ở đây chẳng hạn. Chúng ta sẽ phóng từ tâm ra đó, và vị trí này là cái công vị đào hoa chẳng hạn, ở đây sẽ phóng thêm một chút vào. Ví dụ này chúng ta xác định công vị đào hoa nó ở đây đấy, ví dụ như là trong cái khoảng màu xanh này đi, sẽ tô thêm một vài điểm cho nó dễ hình dung. Ok, để các bạn hình dung được, có nghĩa là trong cái vị trí này là cái công vị đào hoa mà chúng ta đã xác định được rồi, đúng không ạ? Thì tại vị trí này làm thế nào để mà chúng ta có thể là kích hoạt cái công vị đào hoa lên, đúng không? Thì để mà có thể là kích hoạt được công vị này lên ấy, thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một trong những cách sau, các bạn có thể thử áp dụng xem. Điều đầu tiên là các bạn có thể mở cửa tại cái công vị này. Chúng ta có thể mở chỗ một cái cửa ở cái công vị này đấy, ví dụ chúng ta mở cái cửa đây, mở cái cửa đây đấy. Tất nhiên là để mà mở cái cửa đây đối với những căn nhà chúng ta đã xây rồi ấy, thì đây là một cái điều không hề đơn giản, đúng không? Đấy, hoặc là bạn nào mà chuẩn bị xây nhà mà xem được video này ấy, thì các bạn muốn kích hoạt đào hoa, các bạn có thể mở cái cửa ở cái công vị này đó. Thì bởi vì sao mở cửa là một cách kích hoạt nó mạnh nhất, bởi vì các bạn hình dung là khi mà chúng ta chổ cái cửa đây thì chúng ta đi lại hàng ngày, nó tạo nên sự chuyển động khí tại khu vực này thì nó sẽ kích hoạt rất là nhanh cái công vị đào hoa. Đây là một trong cách kích hoạt rất là nhanh. Ngoài ra thì có thể áp dụng cách khác, đó là các bạn có thể đặt một cái bể cá ở đây, đặt một cái bể cá ở đây, và cái điều đặc biệt là trong bể cá đó các bạn phải nuôi 6 con cá màu đen nhé, có thể là cá hắc đây đấy, tức là cá cảnh màu đen tại công vị này. Và tại sao lại nuôi 6 con cá màu đen thì cái này liên quan đến một chút kiến thức về phong thủy. Nếu như bạn nào nghiên phong thủy thì các bạn có thể đã biết rồi, còn nếu như bạn nào mà chưa nghiên cứu về phong thủy thì các bạn cũng không cần phải quan tâm tới này. Các bạn chỉ đặt một cái bể cá ở đây và nuôi 6 con cá màu đen tại công vị này. Ngoài ra là các bạn có thể bật quạt ở công vị này để cho công vị này nó động khí lên, làm sao để cái khu vị này nó càng động khí lên thì kích hoạt nó càng mạnh. Đấy, hoặc là các bạn có thể sử dụng một cách khác, đó là chúng ta cắm một cái lọ hoa tươi màu đỏ ở vị trí này. Các bạn nhớ là hoa tươi màu đỏ nhé, chứ không nên cắm màu khác. Màu đỏ kích hoạt mạnh nhất ở khu vực đó hoa. Và khi mà cắm hoa tươi thì chúng ta phải để ý là cái nước hoa ấy luôn luôn phải giữ nó trong, tức là khi mà hoa nó đổi màu nó tàn thì chúng ta phải cắm một cái lọ hoa khác nhé, phải cắm một cái lọ hoa khác thay thế ở đây, và đặc biệt là phải thay nước liên tục. Hoặc là các bạn có thể áp dụng, bạn nào bận ấy, bạn chúng ta có thể là đặt một cái chậu cây ở đây, một cái chậu cây xanh ấy ở cái vị trí này. Trên thực tế thì cũng đã có rất nhiều bạn áp dụng bằng cách kích hoạt là đặt một cái chậu cây ở đây ấy, thì nó kích hoạt rất là nhanh đấy, nó có kết quả nhé, chứ không phải không kết quả đâu, nó có kết quả đấy. Đối với những người bận thì người ta đặt luôn một cái chậu cây xanh ở vị trí này đấy. Thì tôi vừa mới chia sẻ với các bạn về một vài cách để có thể giúp các bạn kích hoạt được công vị đào hoa trong cái căn nhà của mình. Sau đây tôi sẽ chia sẻ cách thứ hai, đó là dựa vào tuổi để chúng ta kích hoạt công vị đào hoa như thế nào. Đó, dựa vào tuổi nhé. Đối với cái trường hợp mà cái tọa nhà nó lại rơi vào những cái vị trí thiên can này thì chúng ta sẽ sử dụng cách kích hoạt là tuổi. Khi mà kích hoạt, các bạn cần lưu ý là khi mà kích hoạt cho cái tọa nhà ấy, thì nó giúp cho tất cả thành viên trong gia đình nó đều nhận được cái sự kích hoạt của đào hoa này. Còn khi mà chúng ta muốn kích hoạt cho một đối tượng cụ thể thì chúng ta hãy chọn tuổi người đó và kích hoạt làm theo cách như sau. Cái này chúng tôi sẽ vẽ lại, không cần vẽ lại, tôi sẽ xóa đi. Ok, ví dụ như là nhà chúng ta ở đây này, cũng xác định, chúng ta phải xác định hướng nhà, xác định tọa nhà này, được chưa? Thì sau khi xác định xong rồi thì chúng ta cần phải xác định phòng ngủ của cái người mà chúng ta muốn kích hoạt. Tôi lấy ví dụ như là cái phòng của người ta chẳng hạn, phòng của người ta sẽ nằm ở cái vị trí này, tôi lấy ví dụ ở đây. Thì chúng ta hoàn toàn có thể là xác định cái tâm của cái phòng này. Đấy, cách này rất là mạnh, nó áp dụng trực tiếp cho cái người ở đây. Chúng ta xác định cái tâm của cái phòng này, và sau đó chúng ta sẽ lấy hướng của cái phòng này
Tức là chúng ta đặt cái la bàn của chúng ta theo cái hướng nhà và áp vào cái hướng phòng này. Và chúng ta đứng ở vị trí tâm phòng này để chúng ta xác định được cái cung vị đào hoa. Tôi lấy ví dụ như là cái người này tuổi ngọ chẳng hạn, thì cung vị đào hoa cũng ở mão, như vậy tuổi ngọ thì ở mão. Thì sau khi các bạn đo được cái vị trí tọa vào hướng của căn nhà của bạn, thì các bạn áp vào đây, áp vào cái phòng này. Không quan trọng là cái phòng này nó quay hướng nào nhé, chúng ta vẫn phải lấy hết cái hướng nhà nhé, vẫn phải lấy hết cái hướng nhà. Và sau đó chúng ta xác định vị trí của cái tâm phòng này, và sau đó xác định tuổi này. Ví dụ là tuổi ngọ thì đào hoa cũng là tại mão đúng không ạ? Và chúng ta sẽ xác định cái cung mão nó nằm ở vị trí nào trong cái vị trí này. Đấy, tôi lấy ví dụ như là ở đây ấy, cái cung mão ví dụ như là nó sẽ nằm ở vị trí như này đi. Đây. Okay, các bạn đợi chút tôi vẽ lại này. Đấy, ví dụ như là trong cái nhà này, cái căn phòng này, cung mão nó lại nằm ở vị trí này đi. Được chưa? Đây. Ví dụ như là vị trí này. Đây như này. Đấy, tôi lấy ví dụ như vị trí này. Thì chúng ta cũng áp dụng cái cách như cái cách mà tôi vừa chia sẻ. Nhưng mà trong cái trường hợp này chúng ta hoàn toàn có thể đặt cái bàn học ở cung vị đào hoa. Chúng ta đặt giường ngủ ở cung vị đào hoa. Đấy. Nhưng mà vị trí đặt giường ngủ làm thế nào mà chúng ta cái đầu của chúng ta ấy, tức là cái phần mặt của chúng ta, phần đầu của chúng ta là phải nằm ở cái vị trí đào hoa này. Bởi vì đây là cái vị trí mà chúng ta lấy khí, chúng ta đón nhận khí hàng ngày. Chúng ta cũng phải nằm ở đây. Chứ đầu của chúng ta không thể nằm ở vị trí mà không vào cung vị đào hoa được. Các bạn cần lưu ý nhé. Ngoài ra chúng ta phải áp dụng là đặt bể cá này, chúng ta đặt lọ hoa này, đặt chậu cây này, hoặc là chỗ cửa này, hoặc là bật quạt này. Làm thế nào để mà cái cung vị này nó đậm lên thì nó sẽ rất tốt cho cái người ngủ trong phòng này. Thậm chí những ai mà FA ấy, lâu ngày ấy, có thể tìm được ý trung nhân rất là nhanh. Đấy, các bạn hiểu chưa? Đấy, ngoài ra thì các bạn hoàn toàn áp dụng với những tuổi khác. Ví dụ như là tuổi Hợi này, đào hoa tại Tý, tuổi Thân đào hoa tại Dậu, tuổi Sửu đào hoa tại Ngọ. Đấy thì những cái này thì tôi cũng đã ghi ở đây rồi để cho các bạn để dễ dàng xác định cung vị đào hoa trong căn phòng của mình. Đó, các bạn lưu ý là khi mà kích hoạt cho tuổi thì nó sẽ áp dụng rất là mạnh với tuổi. Đó, thì có thể là bạn không tin cái điều này đâu, bạn không tin, bạn cho rằng đây là cái gì nó rất là hoang đường, nó không làm sao có thể như vậy được đúng không? Nhưng các bạn hãy cứ làm đi, hãy cứ làm đi, và thậm chí nó sẽ xảy ra rất là nhiều những cái điều huy diệu nếu các bạn làm theo những cái gì mà tôi vừa hướng dẫn với các bạn trong video này. Hoặc là đối với những ai FA ấy, thì chúc bạn sẽ sớm tìm được người tình trong mộng của mình, sớm tìm được ý trung nhân của mình. Và rất là cảm ơn bạn đã dành thời gian để theo dõi hết cái video này. Xin chúc bạn sử dụng kích hoạt đào hoa thành công và hãy sớm báo tin mừng cho tôi. Và bằng cách comment dưới video này, có thể nhắn qua Zalo của tôi hiện trên cái màn hình của video này để tôi có thể là sớm chung vui với bạn thông qua những cái mà tôi chia sẻ giúp bạn kích hoạt được cung vị đào hoa. Cảm ơn các bạn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.